Đúng mình còn tồn tại để mình cái chị liên tục. Chạy liên tục. Chạy đến điểm trả khách xong là đón khách quay ngược lại. Cứ thế, đúng không? Liên tục, liên tục. Nhìn cái tập phòng của anh thằng này như khẹt vẹt. Thằng này thì ông nói sẽ đây đi. Ở đây là Diễn An, phía bên trái chúng ta là nơi có giếng ngọc và có ngôi đền Lạc Long Quân, gọi là đền Diên Cờ. Nó gọi đền Diên Cờ, đền Diên Cờ, đền Cuông, đền Cuông, đền Cuông. Và rẽ trái đi theo con đường này sẽ xuống bãi biển. Sói này. Còn gì là xe cái gì con? Đi đâu còn về nhà? Sắp cháy rồi, con xe này sắp cháy rồi, khói úp rồi. Cả đây là chạy cố mà có khách. Chạy cố về gara đấy hả? Đấy. Ngọn núi trùng trùng điệp điệp. Phía bên trái chúng ta đi qua cái dãy núi này là bãi biển. Biển gì anh thích nhỉ? Biển bên này gọi là biển gì nhỉ? Biển đến đâu? Biển gì? Biển gì? Biển gì cũng nổi tiếng đấy. Bãi Lữ. Bãi Lữ. Đây là có cái diễn này, diễn ngọc, đó, diễn ngọc ở đâu? Có cái diễn ngọc trên đỉnh núi gắn với cái sự tích Mỹ Châu trùng thủy, trong thủy, trong cái câu chuyện An Dương Vương. An Dương Vương chết ở trong này, chính thức là chết ở trong này, xong mới đưa xác về ngoài kia. Ngoài Hà Nội. Ở đây là gì? Đang đậu đấy gì? Chị đó xe mở đó. Đường con này bị dốc. Xe mở dưới nó ép lắm. Cân bằng điện tử ở đây đường không có. Nông
mình là mua con bán tải. Đây, con bán tải. Bán tải thì rẻ mà. Rẻ chứ được, bán tải nó sống 700. Gọi là một câu, lái câu luôn, tỷ mấy. Tao mua để nó chở hàng. Thằng đấy vào đây làm cái nghề nghề tổ yến cũng có duyên đấy. Bỏ nghề công trường mà không hiểu tại sao mà nó tìm vào tới trong đấy. Mà làm cái tổ yến đấy nó cũng đơn giản mà. Thằng này nó còn nuôi đâu, nó đi mua nó thu gom ấy. Xong về bắt đầu là nó phân loại các cái loại 1, loại 2 ra. Nhưng mà cái này vào làm cái cầu của công thanh được lắm. Xong rồi là nó vệ sinh thôi, nhặt lông rồi các kiểu xong rồi hấp. Nhịp. Vào làm cái cầu của thanh ngọt. Hấp. Chứ không phải nuôi. Nó đi mua thu gom tất cả những cái nơi cái trang trại nuôi chim yến ấy, các cái nhà nuôi chim yến ấy. Bắt đầu nó về nó thuê công nhân làm đơn giản mà, chỉ có lấy nhíp nhặt những cái lông, những cái rác, những cái bẩn thôi, chất bẩn thôi, làm sạch thôi. Xong bắt đầu là nó hấp rồi đóng gói đi bỏ mối thôi. Cái hộp thì tính nữa đấy. Nó đọc vào còn cái phật nguội này, chỗ nó phật nguội là mình đi chuẩn cho đúng. Nó có biển chỉ dẫn hay là mình đi nhiều mình biết? Nhìn biết. À, có camera hả? Có camera. Tất cả các xe là phanh hết đấy. Chúng Hà Nội nhìn cũng biết nhưng tất cả đã đưa thôi. Về xu hướng lâu dài sau này thì nó đều dùng công nghệ phật nguội hết. Rồi bây giờ phật cảnh sát người là ông chủ chỗ đóng hưởng hết. Cảnh sát giao thông là ông chỉ ra để phân luồng thôi, với xử lý các cái vụ tình huống khẩn cấp thôi. Tai nạn hoặc là lấy ông tiền. Phân luồng giao thông lấy tiền. Còn phần nguội thì khi nó phần nguội vật phạt theo tự động cho anh, không thu tiền mặt nữa. Chứ bây giờ phần nguội thì không được, con còn phần nóng khổ quá. Đến một thời điểm đấy nữa nó cũng quy định nhà nước nó cấm. Hôm đấy công an chỉ làm mỗi cái phân luồng giao thông thôi. Công an giao thông ấy, công an là đáng đếm tiền đếm nữa, nó tính sẵn rồi, thiết bị máy bóc nó tính sẵn rồi. Đây là đài tưởng niệm kênh nhà Lê. Kênh này được đào từ thời nhà Lê. Đây, kênh nhà Lê là ở bên này, một trong những kênh nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam. Kênh nhà Lê này là nó được đào từ thời nhà Lê và phục vụ cho mục đích quân sự. Vừa quân sự vừa thủy lợi.
nhanh thì bay cũng đọc đèn đỏ. Nếu rẽ trái vào đường này thì chúng ta sẽ xuống bãi biển Cửa Lò, bãi tắm. Đi. Thị xã Cửa Lò. Đi. Biển Cửa Lò. Cửa Lò. Đi. Bắt con tôm. Bắt con ngao. Con tôm, con ghẹ, con mực. Con đi thẳng là ta đi về thẳng đi. Để vào Vinh. Để lên Nam Đàn. Chưa đi.